đi dọc các tuyến đường chạy dọc quốc lộ 20 từ thành phố Bảo Lộc ngược về thành phố Đà Lạt hay quốc lộ 27. Không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe công nông vô tư băng băng trên đường. 10 năm qua, người đàn ông này vẫn ngày ngày lên sảy với chiếc xe công nông của mình mà không hề có giấy phép lái xe, và điều khiển xe chở hàng hóa và người trên xe cùng tham gia giao thông là điều rất đổi bình thường. Tôi không biết gì, nói thẳng một câu như thế. Nếu mà tôi biết gì á thì tôi phải chấp hành theo luật lệ giao thông. Mình cũng mong muốn để người ta đề xuất cho mình, đề nghị cho mình, ông phải đi làm như vậy như vậy, ông mới được lưu thông những cái khoản này để ông kiếm sống hoặc là ông làm ăn như thế nào, là cái việc đấy là tôi sẵn sàng tôi chấp hành. Cứ khoảng 17 giờ hàng ngày, xe công nông từ sảy về nhà, giao thông trên quốc lộ trở nên phức tạp. Tốc độ của các xe công nông cũng không hề chậm. Vẫn biết công năng chính của nó là chở vật dụng cần thiết để lên sảy hoặc nông sản về. Nhưng ở đây có sự lồng ghép. Bao nhiêu lao động làm việc ở trên sảy thì bấy nhiêu đều lên xe để về nhà. Những lao động này ban đầu ngần ngại khi phải đi lại trên những phương tiện mà nhìn vào đã thấy nguy hiểm, nhưng dần thành quen. Và tất cả điều đó đều ẩn chứa nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác và tất cả mọi người trên xe. Tài xe này nói chung là nhà nước này cũng chưa ra quyết định là có bằng lái xe. Em rút kinh nghiệm lần sau là thi bằng lái xe. Nhà không có máy cày cho nên không thi bằng được, vì người ta biết mình lái máy cày xong người ta nhờ vậy thôi. Chắc một là không lái máy cày nữa, hai là không làm về nữa. Theo nghị quyết 32 của chính phủ, việc đình chỉ lưu hành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3-4 bánh trên cả nước được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu xung công quỹ. Đến nay đã hơn 7 năm, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn khoảng 3.000 chiếc, chủ yếu ở vùng Di Linh, Lâm Hà và một số địa phương lân cận. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, trong chừng ấy năm, Lâm Đồng có gần 10 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện này, làm chết và bị thương gần 10 người. Tình trạng người dân địa phương điều khiển xe công nông chở theo người, tự ý thay đổi kết cấu sản xuất xe công nông tại các vùng sâu vùng xa vẫn diễn ra. Không đăng ký các biển số, không kiểm định an toàn và người điều khiển không bằng lái theo quy định cũng là thực tế hiện nay. Tuy nhiên, việc xử lý xe công nông vi phạm mới dừng lại ở mức độ giải thích cho người điều khiển phương tiện biết lỗi vi phạm của họ, yêu cầu cam kết không tái phạm, không lưu thông ở thị trấn và đường quốc lộ. Đối với các phương tiện khi tham gia giao thông này là quy định của khi mà anh phải điều khiển xe máy cày máy kéo đường dọc thì anh phải có bằng A4. Nhưng mà về cái công tác và đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe thì trong những năm qua là cũng không có được tiến hành thường xuyên. Cho nên là hiện tại là đa số các cái số hộ dân mà khi mà có cái điều kiện mà vườn trên khi các tuyến đường đi lại khó khăn thì vẫn là tiếp tục là sử dụng cái phương tiện này để mà sử dụng để mà vận chuyển hàng hóa và chở người khi tham gia giao thông trên các những tuyến đường khó khăn ấy. Thì đến nay thì vẫn còn là tiếp tục là diễn biến là có chiều hướng là phức tạp, thì chúng tôi cũng đã là tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo công an huyện và đảng ủy công an huyện là tiếp tục tăng cường các cái biện pháp để mà xử lý đối với các vấn đề này. Trước hết thì tổ chức tuyên truyền đến các cái buôn thôn và các xã thị trấn, các cái gia đình có cái xe máy cày, xe tự chế, đặc biệt là xe tự chế là nghiêm cấm tháo dỡ và không được chạy ra quốc lộ cũng như là chạy vào chở hàng hóa vào khu vực chợ của thị trấn ở các cái đường phố. Những cái xe vi phạm lần đầu thì nhắc nhở và cho cam kết. Nếu đã nhắc nhở cam kết rồi vẫn tái phạm thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý. Với tình hình như vậy thì qua một quá trình kiểm tra phát hiện xử lý thì đến nay như vậy là địa bàn Đức Trọng nói chung và khu vực thị trấn nói riêng là cái tình hình mà xe máy cày, xe công nông, xe tự chế chạy qua đường quốc lộ, chạy vào các cái khu chợ, các cái đường phố trong thị trấn Liên Nghĩa thì giảm đi một cách rất rõ nét. Và cái trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị ở trên địa bàn thị trấn là được đánh giá là trong những tháng gần đây, trong thời gian gần đây là đạt kết quả rất là cao. Cấm xe công nông lưu thông trên quốc lộ, thị trấn và những khu vực đông dân cư là đúng, nhưng phải cân nhắc và xem xét nhiều yếu tố liên quan khác. Thiết nghĩ ngoài tăng cường công tác xử phạt hành chính, tuyên truyền
và bắt buộc người điều khiển phương tiện xe công nông phải có giấy phép lái xe, thì việc chấm dứt hoạt động, cấm lưu thông trên các tuyến đường, quản lý cũng cần được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra. Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu xung vào công quỹ. Trong khi chờ một phương tiện giao thông khác có tính năng và đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của nông dân Lâm Đồng, thì các giải pháp trên là điều cần thiết để hạn chế xe công nông chở hàng hóa và người lưu thông trên các tuyến đường.